Dùng lọc nhiều quá à.
Wait, no one made me put on this. Ngoài đây nghe có ma gì nữa đó. Đi đó, anh gửi gì cái đi đó. Và đi được cái con đây cổ của anh. Không có anh cái vùng 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 này vùng tay và nắm vai thì với lại nó sinh à nhớ đi đó. Lông mày cay đúng không? Cái mày nó ra từ đường Thank you.
bán dược mình, đâm kiếm dược mình. Mặt xung quanh mình hơn. Cuộc đời là những niềm đau. Thằng nó ông thú ác luôn. Về hắn là nhiều. Không còn một cái, nó chờ tập trung kéo cái kia. Kéo bên này lại nè, bởi mình lây quá là mình cũng sợ. Lây quá là biết mà, bởi ông Huệ ông nói đó. Chị mới nói hôm qua lâu lâu thì mà nó lây được cái đủ được cái nước vàng. Nó vừa nó xong tôi nhắn một về đi. Bay vô à? Gió này cần em úp cái em cho cái khoảng chấp cái đất xí là được rồi. Hồi đào xin hầu vệ sinh nhà chưa? Để còn đặt đồ về nữa chứ. Trời cũng đẹp. Béo gì? Này ốm quá. Em nuôi cục ra mà ăn bé, nuôi cục suy dữ, nuôi đều. Em nặng đây nhiều lần rồi phải không em? Nhiều lắm. Chứ răng mà em để mà lâu lâu mới đi lần à? Dạ không, em để em qua em học Sài Gòn. Cái đá chứ nè. Muốn đá, đá thiệt hả? Bà ngứa là ca ở trên em. Phải ca trên em chị. Thôi đừng cười. Em đang nín thử đi chị.
chào con bé khách á, là chị thích con gái. Tại vì sau lớn cho nó làm mụn giống chị á. Kêu chị ơi, chị hết nghe rồi đâu mà chị bắt đi làm mụn nữa. Em kêu thì mụn giàu em cười á. Mà kêu giàu ơi, chị đi à. Anh Bi, em nghe máy. To lên. Nghe anh Bi. Dạ, ngay bên cạnh ông Thọ anh Bi. Ờ, vừa trước em nói hắn là mùa hè thì mang cái mô mát ra chỉ cái nữ đó anh, kêu hai lớp là mát rồi. Ừ thôi anh đi mua loại vải á, vải cho mát chứ. Dạ, chứ đừng mua đồ đó nóng anh ạ. Nó là lạnh. Không thì anh mua cái loại một lớp. Có à, không đồ như mình đó anh, nhưng mà một lớp thì mỏng mát hơn á. Em mua vải thì anh mua chỗ khác đây. Nếu mà anh mua vải thì anh ra ngoài anh mua hơn. Dạ, sốt nhiều mà, sốt Phan Thanh đủ bán đầy. Dạ, dạ. Hên chưa? Hồi nữa mua combo luôn, bộ luôn, cái gì đoan nữa, không nghĩ thì thôi nữa. Thôi, chị không. Đừng có mua. Em phải kế hoạch phí. Đi như bà trao. Tại em rung mùng. Nhiều rung mùng lì. Mỏi gì hả?
Chưa. Chị hỏi em nó mày xong. Ngày nay cũng ế. Ngày nay hôm qua còn được, hôm qua còn đỡ. Bữa nay chuyện khoản đâu mắc phí gì đâu đúng không hả? YouTube thì càng ngày càng khó thì không cảm xúc cái là máu phịt ra liền. Còn coi nè, còn lì chứ. Cho chị ít bông đi. Cái đi mà mình có cái chi đó mà quay tiếp cho khách có xem luôn, xem mặt họ luôn thì đẹp đi. Thay đổi công nghệ đi. Người thấy họ sẵn cha họ gớm, nhưng mà nhiều người coi xong lại ghiền luôn.